trời ơi con ơi. Sao? Vậy á hả? Rồi thôi ngồi im đó đi để mẹ quay clip cho cô chú coi nha. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với cái kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Chay, chào cô chú đi chay. Chay, kìa nhìn cô chú kìa. Đó con hi. Hi, con cháu ơi. Thì hôm nay lâu quá rồi Ngọc cũng không có làm cái video clip mà đi chợ nào hết. Thì hôm nay Ngọc sẽ làm một cái video clip đi chợ. Cháy, cháy, cháy. Đừng có. Nó làm vậy là ngã camera đó con. Đây nè mọi người ơi, đó nãy giờ con Cháy nó lại cái máy camera phá làm không được gì hết à. Cháy à. Đây nè, đây đây, mẹ cho coi này nè. Đây mọi người, thì cái món đầu tiên Ngọc muốn cho tất cả mọi người cùng xem là Ngọc đã mua cái gì. Đây là Ngọc mua một cái máy, cái nồi để ăn lẩu á. Đó, cái nồi này thì có cái một cái bếp ở dưới này mình cắm điện vô mình nấu luôn các bạn. Thì cái nồi này Ngọc mua với cái giá là 44 đô, 44 đô cả 1 triệu cái nồi này để có ăn lẩu ăn. Ngọc có một cái nồi rồi nhưng mà cái nồi đó nó bị phân ra làm hai nên Ngọc không thích. Ngọc ít ăn cái nào mà hai loại nước khác nhau lắm nên Ngọc muốn mua thêm cái nồi này để cho dễ thuận tiện sử dụng ha. Có ăn lẩu ăn đồ ăn một cái chung mà rồi con nó chạy lên đó nó đứng bye bye vậy. Cô chú đâu có thấy không đâu, con phải chạy lại gần đây nè, con phải ngồi gần mẹ rồi cái cô chú mới thấy camera mới thấy bye bye được, chứ còn đứng đó là bye bye không ai thấy, hiểu không? Rồi tiếp theo hôm nay á, hai mẹ con đi ba cái chợ, chợ Kim Nhung, chợ 168 với là chợ Hàn Quốc đó. Đi mỗi thứ vô mua chút chút vậy cháy à. Đây nè mẹ cho coi nè. Đây còn tiếp theo là các bạn biết Ngọc mua gì ở chợ Hàn Quốc không? Một mua cái hộp giống như là đậu phộng mà đậu phộng chưa rang á. Cái hộp này là có giá là 70 ngàn. Tiếp theo đó bạn nhìn nè, đây các bạn nhìn rõ cái này không? Đây là cháo đó các bạn, cháo bán trong chợ Hàn Quốc người ta đã nấu sẵn rồi đó. Cháo này là cháo bào ngư. Thì cái này là Ngọc nhìn đằng sau là product of Korea, là sản phẩm của Hàn Quốc đó các bạn. Ngọc mua thử về cho nhà ăn như thế nào. Thì Ngọc mua, ấy giá Ngọc mua cỡ khoảng 7 bịch hả ta? Mua 7 bịch. Mua 7 bịch cháo, mà có nhiều loại lắm. Có loại bằng ra củ quả nữa đó. Rồi có một loại này là loại sweet red bean porridge, có nghĩa là làm đậu đỏ ngọt á mà người ta nấu thành cháo luôn á. Mua về cho nó ăn thử coi sao. Ngọc cũng quẩy bịch lần hai mấy bịch kia nấu tiêu hết. Đây nè mấy bịch kia nằm đây nè đó. Đó mấy bịch này cũng giống y chang vậy luôn. Rồi biết sao Ngọc đâu biết cái này, tại vì tím á, tím phượng á, tím phượng vợ chú Bình là chú của Ngọc Bình Huỳnh cuộc sống Mỹ ở Chicago á, nói là có bán đi mua cho em ăn. Ngọc mua. Rồi tiếp theo sau đó Ngọc có mua tăng 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 tăng. Mấy bạn biết này không? Cái này là nước dừa. Nước dừa mà để cái loại mà để nấu ăn á. Đúng rồi, nước dừa để nấu ăn hết á. Rồi tiếp theo Ngọc mua gì nữa ta? Đây mày giới thiệu cái máy gì, giờ giới thiệu máy này luôn. Đây nè các bạn, đây là cái máy mà để nướng thịt. Cái này cũng làm bằng điện, cắm điện vô làm luôn, của Koto, là cái này là của Japan, của Nhật á các bạn. Ngọc mua cái máy này cũng rẻ lắm các bạn. Cái máy này 35 đô là cỡ khoảng 800 ngàn. Đừng có đụng con. 800 ngàn cái máy để nướng thịt này. Ngọc nhà Ngọc cũng chưa có cái máy nào mà để nướng thịt giống vậy. Nên là Ngọc nói chung là có nhưng mà Ngọc không thích cái máy đó. Cô Tô này là của Nhật nè, để nhìn lại không. Cái cô Tô này sao mà chén dĩa. Chén dĩa lại là của chén dĩa thì là của Nhật. Nhưng mà tại sao cái máy này lại Made in China ta, nãy Ngọc không coi. Đúng là do cái Ngọc không coi cái máy này rồi. Có thể là không biết có nên giữ lại hay đi đổi ta. Chưa biết nữa. Để nghiên cứu cái máy này lại. Ngọc tưởng là cái máy này là của Nhật mà sao cái giá máy này giá rẻ dữ vậy, thấy không? Cũng đặt cái dấu hỏi rồi. Mà có một chay cái lu bu quá không có coi. Phải bà nó đi để coi sao. Đây tiếp theo. Rồi lấy sách ra đây hả, lại để đọc lên tóc. Lấy sách lại để đọc cho cô chú coi nè. Đấy. Tiếp theo Ngọc có mua loại bún. Bún này là để ăn bún được nướng của bạn. Bún ba cô gái. Cái gì nó cũng đổ luôn. Loại này là gì đây?
À, có hành, có hành, một bó hành ở bay đây là 70 cent một bó. Có nghĩa là chưa tới 1 đô la là cỡ mười mấy ngàn, 20 ngàn bó. À, Ngọc có mua nguyên một con gà luôn nè, mua nguyên một con gà tươi luôn nè. Gà tươi này hồi nãy bán nhiêu ta? Chắc cỡ 250 ngàn hay là 300 ngàn một con gà tươi này. Nặng lắm. Gà tươi này rất là nặng nha. Khó à. Cái này gì đây? Cháy à. À, cái này là cải xà lách với lại một trái chanh với lại một cái củ cà dưa leo. Đó. Đó, con nói đi đà. Nói đà đi con. Nó phải dục bịch bún tôi dưới đất rồi kìa, thấy chưa? Nó tưởng ăn được á. Rồi đây Ngọc mua một hộp sữa. Tại vì đáng lẽ cái này là thường thường mua chợ Mỹ mà đang ở chợ châu Á, nên thôi có mua luôn chứ đâu có thời gian để dừng ghé vô chợ Mỹ nó xong. Không có hơn nhau nhiều, hơn nhau có mấy chục sen nè. Rồi đây Ngọc mới phát hiện ra được cái loại đồ chơi, đồ uống này. Này là trà sữa nè các bạn. Sao? Ngọc lấy cái đó để chơi hả? Thì đây nè các bạn, trở lại Ngọc nghe nói là cái trà sữa này đang rất là hot ở Việt Nam. Trà sữa này của Nhật đó các bạn. Hồi bữa có mua uống thử mà thấy rất là ngon nên mua thêm 5 lon. Giờ đang sẵn tiền các nước có uống luôn. À, xin mời tất cả mọi người nha. Nãy giờ rinh đồ lên đạt đồ vô làm tùm lum các nước. Không có quá ngọt. Nhưng mà cũng nhiều đường lắm nha, 21 gram đường á. Qua wow, uống đã khác luôn á. Trời, muốn cái hết lon. Em cất lên để em chạy đấy. Đó thì Ngọc mua luôn 5 lon để trong tủ lạnh để dặn nhà uống. Rồi tiếp theo, thèm sầu riêng. Đó, Ngọc thèm sầu riêng mà Ngọc biết chay cũng thèm sầu riêng. Hai mẹ con uống hai bạch sầu riêng. Cái sầu riêng này là ăn lúc mà trước khi bà Hai về, mà bà Hai nó lúc mới đầu mua bà Hai chê, mà trước khi bà Hai về nhầm được một bịch ngon, trời ơi nó ngon một cách là thống động trời đất luôn. Sầu riêng của Malaysia mà nhà Ngọc thường ăn á. Mountain fresh durian. À, quá đã mà rẻ nữa chứ. Cái bịch này là quá trời hộp luôn. Mặc dù là cái hộp của nó là có một hộp, có hộp bự, hơi bự chút, nhưng mà cái cơm của nó là tuyệt hảo. Phải chi mà các bạn nào thích sầu riêng mà Ngọc nói á, các bạn mà gặp Ngọc, Ngọc mua sầu riêng này cho Ngọc. Mời các bạn á, nó ngon mà. Ví dụ như mà bạn biết không, mình ăn được gì ngon á, mình người nào mà mình yêu thích thì mình yêu, mình thương đồ đó, mình mua cái sầu đồ ngon cho người ta, cho thù sầu riêng ngon cho người ta thưởng thức. Mấy bạn nào mà có gặp Ngọc á, ghiền sầu riêng á, nhắc Ngọc mua cho, mua một đãi cho các bạn ăn nữa. Rồi tiếp tục đó, Ngọc mua một bịch nghêu rồi rất là rẻ các bạn. Bịch nghêu này là mua ở đâu đây, có phải Việt Nam mình nhập qua đây? Bịch nghêu này là đúng rồi, nghêu này Việt Nam mình nhập qua đấy các bạn. Bịch nghêu rất là rẻ, 4.99 đồng, là cỡ 101 ngàn một bịch nghêu, cỡ là được 2 pound đó, gần được 1 ký á, gần 1 ký nghêu đó các bạn. 1 ký nghêu là 101, nhập qua đây giá thì là rẻ rồi. Rồi đây sò đĩa và sò lông nước mỡ hành. À, các bạn chuẩn bị chờ đón cái video clip Ngọc mua sò lông nước mỡ hành nha. Cái sò lông này là thật sự là cái chợ Tàu người ta có bán, nhưng mà đất sình không à. Người Ngọc về Ngọc không biết ngâm, không biết đồ sao nên thôi. Quất đại đông đá người ta làm sạch sẽ hết rồi, người ta khửi ra, người ta làm đồ sạch sẽ rồi, mà có con bụi luôn nè. Quất 2 bịch về. Một bịch này là có giá 10 đô một bịch, là 230 ngàn bịch đó. Là để mua về để làm nướng mỡ hành. Rất là ngon, Ngọc rất là thích sò lông nướng mỡ hành. Tiếp theo đó, trời ơi bữa nay Ngọc mới tìm khám phá được. Đây là các bạn, tép á. Tép nhỏ. Đó, tép này mà kho ăn là bá cháy luôn. Bá cháy một chép luôn á. Hồi nào giờ bên đây thấy con tép bự không à. Người ta có ghi chữ luôn là tép bạc. Và dữ không? Cái này là của Thái Lan qua. Cái bịch tép này rẻ, cái bịch tép này Ngọc cũng có coi giá nữa mà Ngọc biết nó rẻ. Trời ơi, coi chay kìa. Chút nữa con đưa cái cây cái đó cho mẹ, đưa cho cô chú coi nha.
Rồi, chợ Hàn Quốc nó có mua thêm một cái hộp này gọi là Wild Red Shrimp, là tôm đỏ. Thì lâu quá không ăn tôm này nên là bữa nay mua về ăn. Nhìn rất là ngon. Thấy không các bạn? Nhìn rất là ngon. Đó, cái hộp tôm này là cỡ khoảng 28 đô. Oops. Trời ơi, cái con chay nó đi ngang qua, nó đẩy cái máy kìa, xem ngã cái máy kìa. Cái hộp tôm này là của nước nào ta? Tôm nè con. Con mâm. Này khoảng bao nhiêu ký đi con, mấy ký? Hộp tôm này là của Argentina. Con nói đi, Argentina. À, 2 ký tôm, 4.4 pound là 2 ký tôm. 2 ký tôm của Argentina, tôm đỏ. Đúng rồi. Là cỡ 600 ngàn, hơn 600 ngàn cái 2 ký tôm, 2 ký tôm đỏ. Ấu bị thả mà đàm mình chỉ đồ bạc cả rồi. Xíu mà được cả đất to. Đây, Ngọc có mua thêm mấy cái càng cua tuyết nữa. Cái bịch cua tuyết này là cỡ... Chồng Ngọc anh thích cua tuyết hơn cua hoàng đế. Cua tuyết này là một cái này là gần 1 ký thôi, chưa tới 1 ký. Phải không ta? 2.2 pound mới là 1 ký, thì này 1.77 thì chưa tới 1 ký. Thì cỡ khoảng 500.000. 500.000 cái bịch cua tuyết này. Rồi. Rau cỏ thì cũng có gì nhiều các bạn ơi, mua mấy nhánh xả. Rồi trời đất ơi, bây giờ thấy cái này tôi mới nhớ. Rồi Ngọc cải bà xanh, chay thích ăn canh cải bà xanh nên phải mua. Rồi bữa giờ ở nhà hết hành tím rồi, đi mua bịch hành tím. Rồi rau cải, rau diếp cá với lại rau thơm. Rồi với lại Ngọc mua một bịch lá lốt để Ngọc làm bò lá lốt cho tất cả mọi người cùng xem. Lâu quá nhà Ngọc chưa ăn bò lá lốt, chồng Ngọc anh cũng biết ăn bò lá lốt nên là có thể mua về làm được. Bữa giờ bà Hai bên đây kiếm hoài không ra bà Hai. Bữa nay tự nhiên con đi cái có bà Hai. Có được ba bịch mà ra lá lốt này mắc lắm các bạn. Lá lốt này là một pound, của lá lốt này là mười mấy đô đó, nhưng mà Ngọc mua cái này là không biết bao nhiêu pound rồi, mà cái bịch này là cỡ khoảng 6 đô la là một bịch bò lá lốt. Một bịch lá lốt này có giá là 130.000. Chay à chay. 130 tới 150.000 á. Con để cho Lucky ăn đi nghe con. Đó. Rồi biết gì nữa không? Hồi nãy đó mở bịch bò lá lốt ra mới nhớ là quên mua thịt bò xay. Coi được không? Rồi bây giờ thịt bò xay thì cũng dễ, đi chợ Mỹ mua thịt bò xay được. Học tính ghé cái chợ Hàn Quốc để mua thịt bò xay đó. Mà nói đi mua cái gì cứ nhớ đã rồi quên. Con chay đó, bên chay nó ngồi cho nó đang ngồi cái xe đẩy đó, nó đâu có chịu ngồi, nó cứ đứng lên, nó cứ đứng xuống. Gài nó vô thì cũng đâu có chịu. Nó cứ đứng lên, đứng xuống cũng khùng với nó luôn. Bởi vậy quên. Cái gì đây? Chuẩn bị là Ngọc có ra những cái video clip rất là impress, rất là nói chung là nấu ăn dữ dằn luôn á. Bây giờ Ngọc sẽ cho các bạn coi cái này. Có vài em có nhắn tin nói chị ơi, chị làm cái video clip mà ăn cái gì đó, ốc tay rùa gì đi. Ngọc nói bên chị không có bán em ơi, tự nhiên bữa nay đi chợ Hàn Quốc thấy có bán ha. Đi lại cái đầu quầy đông lạnh tự nhiên cái đi ngang qua thấy để cỡ 10 hộp á, 10 hộp ốc tay rùa. Đây các bạn. Đó, không biết các bạn nhìn nó thấy rõ không? Đó, hai Ngọc mua 2 hộp nè. 2 hộp ốc tay rùa, một hộp này là 14.99 là cỡ 300.000, hơn 300.000 một hộp. Ngọc mua 2 hộp bây giờ ăn thử coi như thế nào nào, giờ chưa bao giờ ăn nhưng mà nhìn nó sợ sao, nhìn đúng là y như là cái màu của con rùa luôn á. Không biết ăn sao đây. Mua 2 hộp luôn. Về quốc thử coi sao. 2 hộp này là 30 đô. Hơn 600.000. Còn đây. Đây là thịt bò. Thịt bò để về nướng thịt bò. Đây là thịt bò này là cái certified Angus beef luôn á. Thì cái hộp thịt bò này là cái này là gần ký nè, cái này gần ký thịt bò nè, là bán 31 đô 69 63 sen, thì cỡ hơn 600.000, 650 700.000 gì đó.
cái loại thịt bò này. Rồi còn gì nữa không? À còn cái này. Đây, đây là tôm hùm. Con tôm hùm này với lại con tôm hùm này với lại con tôm hùm này có giá là cỡ khoảng 15 đô, và có nghĩa là cỡ 300 ngàn, hơn 300 ngàn. Cái con tôm hùm này là cỡ 1.8 pound, là chưa tới 1 ký, chứ cỡ 800 gram, 900 gram gì đó. Cái con này 300 ngàn. Rồi vô đây sẵn thấy người ta bán cái gì stone crab, là cua đá các bạn đó. Là có giá là 10 đô hai con, rẻ dễ sợ không? 200 cỡ chừng 230 ngàn, 250 ngàn hai con cua đá, quá rẻ, công nhận luôn á. Mấy cái con này mà đi bắt khó lắm, dù đi bắt mà lạng quạng nữa hả, cái càng con cua thì ghê lắm, lạng quạng kẹp á. Thì Ngọc sẽ ra mắt tất cả các bạn rất là nhiều video clip khi trong cái đống hàng mà đi chợ này, là thứ nhất là Ngọc sẽ ra một cái video clip. Thôi khỏi nói đi, nói mất hay rồi, các bạn hãy chờ xem nha. Chay à, các bạn hãy chờ xem những cái video clip tiếp theo mà Ngọc muốn mang đến cho tất cả mọi người một cái đống đồ ăn này, là Ngọc sẽ làm cái gì nha. Thì hồi nãy giờ nói chung là hồi nãy giờ là Ngọc nói giá cho các bạn nha các bạn. Ngọc cũng nói hoài là cái này là Ngọc chỉ đi chợ thôi. Chay, con nó phá ghê, đồ ăn của nó kỳ lại phá. Ngọc nói giá cho tất cả mọi người ở bên Việt Nam biết là cái giá bao nhiêu. Rồi cho các bạn nắm được cái thị trường giá cả của Mỹ đem nhập đồ ăn qua đây bán sao mà. Giống như cái bịch nghêu này nè, ví dụ như Việt Nam mình bịch nghêu này chắc mua cỡ 25-30 ngàn ha. Mà bên đây thì mình mua 101 thì người ta nhập qua tiền vận chuyển đồ này kia khó khăn mà. Mà với lại ví dụ như cái bịch này mà 5 đô thì bên đây cái giá mà cái công mình làm bên đây thì mà mua cái bịch này 5 đô thì mình thấy không có mắc. Đó. Nhưng mà Việt Nam mình mà nó bán cái bịch này mà bán cỡ 100 mấy ngàn không ai mua à. Nhưng mà mình lại thấy là giá nó hợp lý. Thì đó, cái video clip ngày hôm nay chỉ có như thế thôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này, và hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Và mọi người hãy chờ đón xem Ngọc sẽ làm những cái món ăn gì trong những cái mớ mà Ngọc mua đây nha. Chay ơi, con lại con chào tạm biệt cô chú với mẹ đi con. Con yêu ơi, con yêu của mẹ, mẹ ơi. Lại đây thì cô chú ơi, hai mẹ con Chay kết thúc video. Chào tạm biệt cô đúng đó. Xung bá hôn mẹ miếng này. Ồ qua cô chú cái người bài. Ồ qua cô chú. Ồ qua. Con lại nay nói rồi giấm. Nó đồ dí con lắc kỳ, nó thấy con lắc kỳ vẫn lo dí lắc kỳ. Kỳ đâu? Rồi bye bye nha.